Phiên tối hôm nay, ngày 14 tháng 2 năm 2022, thì vườn lan Cường Thúy sẽ lên giao lưu cùng các bác một số những cái giò lan đẹp, giá bình dân nhé. Số điện thoại liên hệ đặt hàng ở bên nhà em là 0981 550 768. Địa chỉ vườn lan của nhà em là ngõ 941 đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định ạ. Đây em sẽ điểm qua một số những cái mặt hàng mà hôm nay em sẽ lên chia sẻ cùng cả nhà. Nó có vàng tử áo đỏ này, nhạn Gia Lai bóc nhá, nhạn rừng Gia Lai ạ. Châu Thái hàng kg, Thanh Tuyền Thịnh Vượng, Hoàng Hậu Xanh và một số những cái dòng thân thòng đang nụ nhá. Đây. Châu Thái bóc trụ hôm nay em về được số lượng rất là nhiều các bác nhá. Đây. Hàng thì hôm nay em về chủ yếu là được 4 mặt hoa thôi, hàng chuẩn mặt hoa này mọi người này. Đây nhá. Sắc pháo này, cam lửa này, hồng cánh sen. Đây màu này nó là màu hồng cánh sen đấy ạ. Nhưng mà hoa nó tàn rồi. Hôm nay là hồng cánh sen đậm nhá, với lại màu trắng. Trắng tinh, trắng mốt luôn này, không phải là trắng ngà ngà vàng vàng đâu. Hàng đợt này thì giá nó có hơi nhỉnh hơn một tẹo. 320.000 một kg nhá. Và hôm nay thì em về được hai size, một size thì một cân dao động từ 3 đến 5 cây và một size nó là cái hàng cây giống. Một cân nó được tầm 7 đến 10 cây nhá. Đây này. Hàng bóc này thì thi thoảng nó sẽ có một vài cây là nó hơi bị lỗi lá một tẹo. Đây nhá. Nó chỉ hơi lỗi một tẹo thôi chứ không phải là nó lỗi nặng quá đâu nhá mọi người nhá. Đây này. 320.000 một kg. Đây em về rất là nhiều luôn. Bên này nó là size cây nhỏ đấy nhá. Đây phong cây đây, mọi người nhìn này. Cái vết lỗi này của nó là do lỗi do vận chuyển. Đó. Hoặc là nó hơi bị cắt một tí nhá, cắt một tí ở đầu lá thôi. Còn đảm bảo là không có hàng thối nên là mọi người cứ yên tâm. Em cũng lưu ý luôn với mọi người là cái hàng bóc thì thường thường là cái lá chân của nó sẽ không được trọn vẹn đâu nhá. Sẽ có cây là nó bị mất lá chân đấy ạ. Có cây thì còn lá chân, có cây thì bị mất một cái lá chân nhá. Đây như thế này này, hoặc là lá chân của nó sẽ không được đẹp. Không là nhiều bác lại cứ yêu cầu là nó còn phải đầy đủ lá chân thì như thế thì em không chọn được. Đó, 320.000 một cân. Và hàng này em không bao ship nên là các bác vui lòng cộng cho em phí ship nữa là 30.000 nhá. Đây còn trước mắt các bác nó là cái lô sơn thủy tiên của nhà em nhé. Sơn thủy tiên này thì nó là cái lô sơn thủy tiên sổ số, nghĩa là nó sẽ có lẫn cả họng đen lẫn họng vàng ạ. Hàng hiện tại đang sưng nụ rồi nhá. Đó, hàng đẹp miên man luôn này các bác ơi. Chậu của nó cây rất là to luôn nhá. Đây, sơn thủy tiên này là sơn thủy tiên lá nhựa. Và hàng thì em bảo hành cho mọi người là sơn thủy tiên 100% chứ nó không phải là cái hàng hoàng lạp đâu nhá. Mặt bông của nó này, dòng này hoa cực kỳ thơm nhá, cực kỳ thơm và bền hoa. Vì là cái sơn thủy tiên này nó thuộc dòng cánh sáp, cho nên là hoa của nó rất là bền luôn. Đây. Đây này. Đây là cái giò hoa nó nở thực tế tại nhà em luôn nhá. Đẹp lắm. Sơn thủy tiên này thì mùa hoa của nó là rơi vào khoảng tầm cuối tháng 4 đầu tháng 5. Hiện tại bây giờ là cây thì nó đang sưng sưng cái vòi hoa rồi, đang sưng nụ rồi nhá. Đây mọi người nhìn này. Đây này, nó gồ hẳn lên rồi nhá. 230.000 cho một chậu như thế này. Yêu lắm. Đây này, hôm nay em về cũng được hai size, một size cây cao và một size cây thấp. Thì bác nào mà lấy cái hàng cây cao ấy ạ thì là chậu của nó sẽ có ít thân, còn chậu cây thấp thì nó sẽ nhiều thân như thế này nhá. Đây. Cây thấp thì củ nó sẽ to hơn, nó nhiều thân hơn. Đó. Cây cao thì củ nó sẽ nhỏ hơn một chút nhá. Này, củ nó nhỏ hơn này. Và nó ít thân hơn cái hàng cây thấp kia. 230.000 một chậu nhá.
Đây mọi người nhìn này, đẹp chưa, to dã man luôn nhá. Lá này, hàng lá nhựa này rất là đẹp luôn. Và có một số thân là nó ra hoa sớm ấy, là nó đã bật nụ lên như này rồi này. Còn lại gần như là toàn bộ nó đang sưng sưng thôi, đang sưng sưng cái mắt nụ thôi đây này. Đấy, gai hẳn lên luôn nhá. Còn đây nó là cái giống lan thắt đốt hay còn gọi là chuỗi ngọc Điện Biên của nhà em nhá. Đây này, hàng đang sưng nụ rồi. Có một số thân là nó ra hoa sớm rồi, đang bật hẳn cái nụ lên nhá. Ở đây em đang có mặt bông bói này. Đẹp lắm mọi người ơi, cái dòng chuỗi ngọc này thơm vô cùng luôn. Một chậu chuỗi ngọc này thì hôm nay em sẽ báo đến các bác với cái giá là 190k nhá. Mầm gốc đang nảy rất là nhiều luôn này, mọi người nhìn cho em này. Cây nó rất là khỏe luôn. Đây, xanh mướt luôn nhá. Đây mọi người có nhìn thấy cái nụ đây này. Nụ nó đang bật lên rất là nhiều luôn nhá. Quay sát cho mọi người xem. Và cái hàng chuỗi ngọc này nó cũng là cái hàng lá nhựa. Rất là đẹp luôn này. Đẹp mắt vô cùng nhá. Đây, mọi người nhìn mầm gốc lên thích chưa? Hàng này về bây giờ các bác chỉ việc ngoặc cái móc lên, các bác treo lên chơi được rồi. Em cho mọi người xem cái mặt bông của nó này. Đây này. Đây nhá. Dòng này bông rất là to luôn. Bông to, hương thơm này. Nói chung là chơi cái dòng thắt đốt này nó rất là hợp lý. Đẹp này, vừa đẹp này, vừa thơm này, mà giá cả rất là hợp lý nhá. 190.000 cho một chậu thôi. Một chậu của nó thì nó sẽ có thân nó đang bật nụ, có thân nó đang sưng nụ nhá, chứ không phải là 100% thân nào nó cũng đang bật hết nụ đâu ạ. Mọi người lưu ý giúp em. Tiếp theo đây nó là cái dòng cáo tím hoa hè nhá. Cáo này là cáo rừng nên là lá của nó chỉ được tương đối như thế này thôi các bác nhá. Đây, một chậu cáo 3 thân như thế này này. Có giá là 250.000. Hàng thuần năm thứ tư thứ năm rồi, về bây giờ các bác chỉ việc treo lên như này, tưới nước là chơi được nhá. Và hoa cáo này thì mùa hoa của nó sẽ nở bắt đầu từ tháng 4 nhá, từ tháng 4 dương lịch đến tầm tháng 6 tháng 7 dương lịch ạ. Đây, mọi người nhìn cái cây nó nhỏ vậy thôi nhưng mà cái vòi hoa của nó rất là dài nhá. Mặt bông này tím pha trắng nhá, nhưng mà màu chủ đạo của nó là màu tím ạ. Và cái dòng này thì bông của nó rất là dày. Một vòi hoa như này nó sẽ bao gồm 100 đến hơn 100 bông hoa li ti xếp lại nhá. Đây các bác nhìn này, đẹp lắm. Hàng rừng thì lá của nó chỉ được như thế này thôi các bác nhá. Đây này, tương đối như thế này thôi chứ nó không thể nào nó mướt mát được như cái hàng công nghiệp được. Đây. Và mọi người lưu ý giúp em một điều nữa là những cái màu vàng vàng lá đây này, vàng này nó là cái vàng được nắng nhá, chứ không phải là bị vàng bệnh đâu. Vàng này là vàng được nắng đấy ạ. Đây. Đó. Chậu của nó có 3 thân. 250.000 cho một chậu nhá. Đây này, có một số cái chậu này. Cuống hoa cũ này mọi người nhìn cho em này. Cuống hoa cũ nhá, nó rất là dài luôn. Trông cây nó nhỏ nhỏ gọn gọn này thôi nhưng mà cái cần hoa của nó phải được rơi vào tầm khoảng tầm 35 đến 40 cm đấy. Đây ạ, hoàng tử áo đỏ của nhà em nhá. Siêu đẹp luôn ạ. Một trong những cái dòng cây phong thủy mang lại may mắn tài lộc cho người chơi. Hàng siêu đẹp mà giá cực kỳ yêu thương luôn này. Hôm nay em sẽ chia sẻ đến các bác một combo 2 cây hoàng tử áo đỏ này với giá là 250.000. Các bác mua lẻ một cây em có bán nhá, nhưng mà giá của một cây lẻ là 150.000. Nên là mọi người cố gắng mua 2 cây, một combo 2 cây để mình được rẻ hẳn 50.000 nhá. Mặt bông của hoàng tử áo đỏ này nó đỏ rực luôn ạ.
Nhìn nó thì cái hoa của hoàng tử áo đỏ này thì nó gần giống như cái hoa của cái hàng phượng vĩ nhá. Đây, nhưng mà cái đầu cánh của hoàng tử áo đỏ thì nó sẽ tròn hơn. Đầu cánh của phượng vĩ thì nó nhọn. Mặt bông đẹp vô cùng luôn. Nó này nó là đỏ tươi chứ không phải đỏ thâm nhá mọi người nhá. Hàng siêu đẹp luôn này. Em quay cận cảnh từng cây cho các bác xem. Trung bình một cây này 2, 4, 6. Nó cứ dao động từ 6, 7 cặp lá đổ lên. Hàng lá xếp so le nhá. Đây, hình ảnh cây thực tế tại vườn nhà em. Em quay như thế nào thì sẽ gửi cho các bác đúng như vậy luôn. Một chậu này thì các bác nên ghép từ 3 đến 5 cây. Thì khi hoa nó ra nó sẽ dày hơn. Đây. Hàng này em bao đẹp cho mọi người nhá. Bao đẹp cho các bác ạ. Không có hàng lỗi lá đâu. Đây này. Đây nó là những cái vết bẩn nhá. Về mọi người lấy cái khăn ướt mềm ấy, mình lau đi là nó sạch. Đó, cứ 250.000 là các bác sở hữu một combo hai cây rồng, à hai cây hoàng tử áo đỏ. Còn các bác mua lẻ một cây nó là 150.000 nhá. Và toàn bộ giá hàng ở bên nhà em là em không bao ship, nên là các bác vui lòng cộng cho em 30.000 tiền ship vào mỗi một thùng hàng. Cái này thì các bác có thể tham khảo giá ở trên thị trường. Người ta đang bán là 350.000 một cặp đấy ạ. Đây đầu xuân năm mới là em tri ân khách hàng nhá. Nên em bán cái giá rẻ sập sàn luôn. Nhạn tháng 8 bóc rừng Gia Lai nhá. Hàng siêu hot hit nó vừa cập bến ở nhà em các bác ơi. Cái này thì em về số lượng cực kỳ ít, không có nhiều đâu. Đây này, mọi người nhìn này, phê chưa? Ngày hôm nay nhá, em sẽ chia sẻ đến các bác một cái giá cực kỳ yêu luôn. 270.000 cho 3 gốc nhạn Gia Lai này. Đó, tính ra là có 90.000 một cây thôi. Đây này, mọi người nhìn này. Hàng này nó là hàng nhạn giống nhá. Nên là hiện tại bây giờ một cây của nó chỉ dao động khoảng tầm 5 cặp lá thôi. Đây các bác nhìn cho em. Hình thức cây đây. Và hàng rừng thì mình biết rồi. Cái lá hàng rừng không bao giờ nó được đẹp mướt mát như cái hàng công nghiệp nhá. Nên đây này. Cây như thế này là tương đối rồi. Hàng thì hiện tại bây giờ có cây là nó đã ra rễ non. Còn có cây là thì chưa nhá. Nhưng mà chủ yếu thì là nó chưa ra rễ đâu. Nên là về bây giờ các bác cứ treo lên cho em độ khoảng tầm 15 đến 20 ngày cho nó bật cái rễ gốc ra. Rồi mình hãy ghép lũa hoặc là mình trồng chậu nhá. Đây này, cây này này. Đó. Cứ một combo 3 cây là 270.000 mọi người nhá. Đây. Và trung bình một cây đã được tầm 5 cặp lá rồi. Hàng này là hàng giống. Nó cũng tương đối là đẹp đấy ạ. Không lá không bị sứt sẹo đâu. Hàng này thì em bao lỗi lá cho các bác. Chỉ có điều lá chân thì mọi người thông cảm cho em nhé. Lá chân của cái hàng bóc là nó không bao giờ nó được đẹp. Còn những cái lá ngọn với lá giữa này em bao đẹp cho mọi người. Đây. Em chào cả nhà nhé. Phiên trưa ngày hôm nay ngày 11 tháng 2 năm 2022 thì nhà em cập bến rất là nhiều những cái mặt hàng hot hit. Nên là mọi người vào theo dõi video để lựa cho mình những cái cây ưng ý nhất nhé. Số điện thoại liên hệ đặt hàng ở bên nhà em là 0981 550 768. Địa chỉ vườn lan của nhà em là ngõ 941 đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định ạ. Trong cái phiên trưa của ngày hôm nay thì nhà em vừa cập bến được một cái lô Denso chớp lá mít siêu đẹp luôn. Bên cạnh đó thì những cái hàng nó đang nụ như là trầm rồng đỏ này, giả hạc di linh này, nụ ta ly này, nhạn tháng 8 Gia Lai này, hoàng tử áo đỏ này, hoàng hậu xanh này, nữ hoàng của các loài hoa nhá. Và những cái dòng hoa thịnh vượng phát tài, mang lại may mắn tài lộc cho người chơi. Đây là toàn bộ những cái mặt hàng mà hôm nay em sẽ lên chia sẻ cùng các bác. Và sau đây thì em sẽ đi lên chi tiết từng mặt hàng một nhá. Đây, cái lô Denso Mid của nhà em nhá. Hay còn gọi là Denso chớp đây này. Hàng đẹp miên man luôn. Hàng này thì em vẫn giữ giá cũ là 250.000 một combo 4 chậu nhá. Và hiện tại bên nhà em thì vẫn có 5 mặt hoa. Chớp chuồn. Chớp sa băng.
chớp sữa vàng đỏ này, màu này đẹp dã man luôn, bên ngoài màu nó nét căng nữa, với lại chớp bịp ạ. Đây, và mọi người lưu ý cho em này là cái số lượng thân, số lượng thân nhá, và cái hình dáng lá nó còn phụ thuộc vào màu hoa nhá. Đây, nó cứ dao động từ 2 thân đổ lên, có chậu nhiều thân, chậu ít thân thì nó còn phụ thuộc vào cái màu hoa đấy ạ, chứ không phải là chậu nào nó cũng bằng đấy thân nhá. Nói như thế cho các bác dễ phân biệt. Đây này, mọi người nhìn cho em này, rất là to luôn. Hàng này nó là hàng cắt hoa rồi, nó đã ra hoa tại nhà vườn, nó chuẩn mặt hoa. Nhà vườn người ta báo cho mình nhá. Hiện tại bây giờ thì có một số cây là nó đang lên cái đợt hoa mới. Đây như thế này này, cái phần đang lên nụ này, thì nó chỉ có một số ít cây là nó đang có cái nụ hoa mới thôi nhá. Còn chủ yếu là nó vừa mới hết hoa. Mà đen rô này thì nó ra hoa quanh năm, một đợt nó sẽ ra được, một năm nó sẽ ra được 3 đợt hoa, nên là các bác yên tâm, hết đợt này nó sẽ ra đợt khác. Mà cái dòng đen rô này nó cực kỳ dễ chăm nhá, mọi người tưới ít nước thôi, không cần phải tưới nhiều. Một tuần các bác chỉ tưới cho em từ 2, cùng lắm này là đến 3 lần nước thôi. Vì là cái này, cái giả hành này của nó này, nó rất là dày, dày mình, nên cái độ trữ nước của nó rất là lớn, cái thân ấy. Nên mọi người không cần phải tưới nhiều, cố gắng đừng để cho cái phần gốc này nó ướt quá. Ướt quá nó đọng nhiều nước là nó sẽ bị úng cây ấy. Một loạt giả hạc đang sưng nụ hôm nay đổ bộ ở nhà em rất là nhiều luôn này. Đó, xuống hết lá rồi, bây giờ đang gai nụ rồi các bác ơi. Hàng hôm nay em có cái nù ta ly này, siêu bệt này, huyết long này, với lại di linh trắng nhá. 100% hàng thuần đã ấm chậu hết rồi. Về mọi người chỉ việc gỡ mỗi cái băng dính kia ra treo lên chơi thôi. Hôm nay thì em sẽ lại tiếp tục lên cho các bác một combo 4 món. Có nghĩa là 4 chậu như thế này. 1, 2, 3, 4 với giá là 200k. Cái giá này là chưa có phí vận chuyển đâu, nên là các bác vui lòng cộng cho em 30.000 tiền ship nhá. Đây, để em lấy cho mọi người xem cái mặt hoa của nó này. Bệt này, huyết long này, di linh trắng này, với lại nù ta ly. Đó, mặt hoa sổ rất là đẹp nhá. Cứ 200.000 là các bác sở hữu được một chậu. Một chậu của nó chỉ có một thân thôi ạ. Và hàng hiện tại bây giờ nó đang gai nụ nhá. Hàng đang gai nụ rồi. Về mọi người dỡ khéo cho em cái băng dính này ra. Lấy cái kéo cắt đi ạ. Chứ đừng có cầm dỡ cả cục lên rồi nó bẩy cả cái bộ rễ lên đấy nhá. Đây này. Đây, nụ đây nhá. Có cái thì nó bật hẳn nụ ra rồi. Còn có cái thì nó đang gai gai lên thôi. Đây này, như cái chậu này nó đang sưng sưng nụ thôi. Có một số ít là nó bật nụ ra rồi. Đó. Cái chiều dài của cây này thì nó còn phụ thuộc vào cái giống nhá. Có nghĩa là có giống thì nó thân dài, có giống thì nó thân ngắn. Nên là chiều dài em báo dao động từ 20cm đến tầm 40-50cm nhá. Vũ nữ hoàng hậu xanh hôm nay em về phục vụ các bác có 2 size nhá. Một loại size lớn và một loại size nhỏ này. Đẹp lắm. Đây, cái hàng size lớn trồng ở trong chậu nhựa đen này thì em bán là 220.000 cho một chậu. Các bác mua 2 chậu thì giá là 400.000 nhá. Còn bên này nó là cái hàng nhỏ này. Hàng size nhỏ này thì em bán lẻ là 150.000 một bụi. Các bác mua từ 2 bụi trở lên thì giá chỉ còn là 250.000 một combo 2 bụi thôi nhá. Và hàng thì giá đầu năm, cho nên là em tri ân khách hàng, giá ưu đãi em trừ trực tiếp vào sản phẩm luôn, nên em sẽ không bao ship. Các bác vui lòng cộng cho em 30.000 tiền ship nhá. Mọi người mua 1 cây hay là đến 10 cây thì phí ship vẫn cộng cho em là 30.000 nhá. Đây, mặt bông của hoàng hậu xanh đây ạ. Cái này nó là màu xanh cốm nhá. Màu của nó cực kỳ đẹp luôn, rất là sang. Vòi hoa tương đối là dài này. Cứ mỗi một cái cần hoa này thì nó bao gồm rất là nhiều những cái bông hoa nhỏ li ti. Như những cái hàng size nhỏ này này thì các bác có thể trồng, mình để ở bàn trà được. Trung bình một bụi này thì nó cứ dao động khoảng tầm 4-5 tép nhá. Hàng xanh mướt luôn, đẹp miên man luôn mọi người ơi.
chuẩn bị bây giờ là sắp đến cái mùa hoa của nó rồi đấy ạ. Mùa hoa của hoàng đậu xanh này thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm từ tháng 4 dương đến tầm tháng 6 dương nhá. Đây, cây to này. Những cái cây to này thì các bác treo giàn. Đẹp chưa? Nó rất là trường cây luôn ạ. Cái bụi to này thì nó cũng dao động 4-5 tép một bụi. Cái hàng này về bây giờ các bác chỉ việc treo lên chơi thôi nhá. Lưu ý cho em là dòng hoàng hậu này nó không ưa nước. Nên là mình tưới nước tuyệt đối này. Chỉ tưới phần gốc cho em thôi. Cái phần lá này thì gọi là mình chỉ phun sương sương, phun nhẹ để cho nó như kiểu là mình rửa lá thôi chứ đừng tưới đẫm quá nhá. Nó không ưa nước cho nên là mọi người không cần phải tưới nhiều. Khoảng tầm 2 đến 3 ngày các bác tưới cho em một lần là được. Bạt ngàn luôn nhá. Nhiều lắm, em về số lượng rất là nhiều luôn. Đây, các bác nào mà yêu thích cái dòng này thì mình cứ trực tiếp gọi điện vào cái số điện thoại em ghi ở trên màn hình nhé. Tiếp theo video em sẽ lên cho các bác một cái dòng hoa hè hoàng phi hạc này. Hiện tại bây giờ là có một số thân là nó ra hoa sớm thì nó đang hơi gai gai nụ rồi. Còn đâu là nó đang sưng nụ nhá. Đầu xuân năm mới thì em sẽ chiên các bác, bán cho các bác một chậu này với giá là 250.000 một chậu, siêu to khổng lồ này. Đây mọi người nhìn thân này, nó như cái thân mía luôn nhá. Mầm này lên rất là nhiều luôn. Ôi dồi, nó nặng quá đấy ạ. Đây. Và cái dòng này thì bao giờ nó cũng sẽ phải xuống hết lá rồi nó mới ra hoa nhá. Hàng này là hàng hoa chuẩn hè. Cho nên là bây giờ cây nào mà nó ra sớm thì nó mới gai gai nụ. Còn không là đang sưng nụ nhá. 250.000 một chậu. Mặt bông của nó này. Hoàng phi hạc này của nhà em nó là cái hàng hoàng phi hạc cánh vàng, mắt nâu đỏ. Hoàng phi hạc cánh sáp đấy ạ, cánh sáp ấy. Cho nên là nó rất là bền, nó hoa cực kỳ thơm nhá. Riêng cái dòng hoàng phi hạc này các bác chơi cho em 3 đến 40 ngày. 30 đến 40 ngày này. Đây này. Mầm nó đang phát triển này. Đẹp lắm. Đây như những cái thân này này, nó không phải là thân già đâu nhá. Thân hoa đấy ạ, thân tơ đấy. Đây này. Nó đang chút lá để chờ hoa rồi. Hàng này về bây giờ các bác treo lên cho em thôi. Tầm này là các bác cắt nước là được rồi. Cắt nước để mình đợi hoa nhá. Không tưới nhiều quá nó không ra hoa đâu. Nó lại lên hết mầm đấy. Cao to. Đẹp dai. Này, mọi người nhìn cho em này. Cái thân của nó to lắm. Thân nó to hơn ngón chân cái. Các bác thấy cái lan thịnh vượng phát tài của nhà em đẹp chưa? Thịnh vượng phát tài hay còn gọi là lan thanh tuyền, một số nơi nó còn gọi là lan mía nhá. Hàng cây siêu to khổng lồ. Cái giống này nó được mệnh danh là cái giống lan to khủng nhất thế giới nhá. Màu hoa thì siêu đẹp luôn mọi người ơi. Hoa của nó đây này. Nhìn nó gần giống như cái hoa cẩm báo nhá. Đây. Thanh tuyền này thì hôm nay em xin phép chia sẻ đến các bác một chậu như thế này với giá là 150.000. Các bác lấy hai chậu thì giá là 250.000 nhá. Đây, một chậu thì nó sẽ bao gồm một thân mẹ và một thân con này. Đẹp chưa? Em nói thật với mọi người là cái hàng này bây giờ mọi người trồng đấy. Trồng cho em một chậu chỉ khoảng 2 cây thôi. Mình chơi thân chơi lá trước, chưa cần để ý đến hoa nhá. Đây này. Cái giống lan này nó mang lại may mắn tài lộc cho người chơi đây. Đẹp lắm. Cái dòng này cái chiều dài của nó nhá, tối đa nó cao tầm 2-3 mét là bình thường. Nó to khủng lắm ạ. Đây. Một chậu sẽ có một thân mẹ và một thân con đang lên. Đẹp miên man luôn ạ. Đây các bác cứ làm cho em một chậu to, ghép ba cái bụi này vào. Đẹp vô cùng luôn, rất là sang nhá. Mà cái dòng này hoa của nó cực kỳ sai. Sai hoa. Vòi hoa rất là dài nhá. Còn đây nó là cái dòng kiếm cây trưởng thành. Kiếm này thì hiện tại em đang có 4 loại.
Phan Trí, Xanh Huế, Văn Giang và Bạch Ngọc. Đây, mặt hoa của Bạch Ngọc này. Đẹp chưa mọi người? Nét căng luôn. Văn Giang kiếm nhá. Cái này nó là hồng Văn Giang. Phê lắm, mặt hoa của nó đẹp lắm mọi người ạ. Đây, bỏ cây xuống cái nền đất này quay cho nó rõ này. Một bụi như này em đang bán là 150.000. Khi mà các bác mua hai bụi này thì giá chỉ còn là 250.000 thôi nhá. Mọi người lưu ý cho em này, là cái bụi kiếm của nhà em nó rất là to, cực kỳ nhiều thân luôn nhá. Đây, mà lá dài, hàng lá láng. Hàng lá láng này, bản lá dài. Hiện tại bây giờ bản lá của nó sẽ dài dao động từ 30 đến tầm 60-65 cm. Một bụi này thì nó sẽ có lẫn cả lá ngắn lá dài nhá, chứ không thể nào mà nó dài đều nhau được, vì nó có những cái mầm, những cái thân con nó đang phát triển đấy ạ. Đây này mọi người nhìn này, bụi to khủng nhá. Đó, 150.000 khi mà các bác mua lẻ một bụi như này. Còn khi mà các bác mua hai bụi thì giá chỉ còn là 250.000. Cây cao to nhá, hàng cây trưởng thành. Đây, còn đây nó là cái dòng Denso Mini Lai đùi gà. Đẹp lắm. Hàng này nó là hàng cây giống này. Nhưng mà cái cốc này của nhà em nó rất là nhiều thân, nhiều mầm nhá. Đây, hôm nay thì sẽ chia sẻ đến các bác một combo 10 cốc như thế này với giá là 150.000. 10 cốc là 150.000 nhá. Cái dòng này thì cái màu sắc hoa của nó rất là đa dạng phong phú. Đây này mọi người nhìn này. Đẹp vô cùng luôn. Nhiều màu nhá. Nó có cả cái bông dạng cánh chớp này, hoặc là trơn một màu này. Đây, đẹp chưa? Đây này, ở đây cũng đang có một bông bói đây này mọi người này. Cái dòng này của nhà em thì đây, như các bác đang theo dõi trên màn hình nhá, là có một số cốc này nó đang có nụ nhá. Nhưng mà cái hàng đang nụ này, này thì nó rất là ít. Chủ yếu là nó là hàng chưa có nụ. Cây giống mà. Nhưng mà bù lại này mọi người nhìn cho em này. Cốc của nó cực kỳ nhiều thân nhá. Mập lắm. Đây, cuống hoa cũ này. Trông nó bé bé như này thôi. Nhưng mà có một số cây đã ra hoa rồi đấy ạ. Đó, 150.000 các bác sở hữu 10 cốc như thế này. Vô cùng nhiều thân luôn. Nhỏ mà có vỏ đấy ạ. Denso Mini Lai đùi gà nhá. Còn đây nó là cái lô Thiên Nga giống này. Thiên Nga giống thì hiện tại bên em đang có 4 màu. Chuẩn mặt hoa, bảo hành mặt hoa cho các bác nhá. Đỏ rượu vang này, nâu sô cô la, Thiên Nga đen và cái dòng Thiên Nga màu xanh nhá. Thiên Nga này thì em bán cho các bác theo một combo 5 cốc với giá là 250.000. Mặt bông của nó đây. Đỏ này, sô cô la này, xanh này, đen này. Hàng chuẩn mặt hoa nhá mọi người nhá. Thiên Nga này nó là cái giống hoa cánh sáp nên là hoa của nó cực kỳ bền. Một năm nó sẽ ra hai đợt hoa nhá. Đây, hàng cây giống này cho nên là cốc hiện tại của nó đang rất là nhỏ luôn. Đây ạ. Đang lên mầm mới đây mọi người nhá, đang lên mầm mới này. Một cốc này thì nó chỉ có một mầm thôi. Đây. Này, có những cái mầm nó đang nó lên rất là cao rồi nhá. Còn có những cái mầm thì nó mới chỉ nhú nhú một chút lên như này thôi. Cái Thiên Nga này nó cực kỳ dễ trồng nhá. Không ưa nước nên là mọi người không cần phải tưới nhiều nước nhá. Khoảng tầm 3 ngày, 2 đến 3 ngày các bác tưới nhẹ phần gốc cho em một lần thôi. Tuyệt đối tránh nước mưa, mưa nó vào nó có cái tính chất axit ạ. Nó sẽ gây thối nhũn cây nhá. Đó, 250.000 một combo 5 cốc.